Xin chào các bạn đến với kênh xe tải của Dũng Xe Tải. Hôm nay bên mình tiếp tục về một con Hyundai Boxster 2, xe nhập đời 2007, thùng mui bạt, ba bừng mở, xe rất đẹp. Xe chỉ liên lạc thôi, còn xe này thì nó không được zin lắm, thì dàn đồng đã được tuốt lại rồi. Thì xe biển số xe gốc là 71C06006221 là gốc ở Bến Tre. Xe mình mới lấy của khách, mới đem đi rửa, mới đem về Sài Gòn hôm nay luôn. Thì mới đi rửa về mình quay, thì đây ở tại bãi của nhà thì mình quay. Thì mình chi tiết cho các bạn ha. Xe thì Boxster 2, xe này xe nhập chứ không phải như Boxster H100. Cái này là xe nhập đời 2007. Biển xe đứng tên cá nhân chính chủ ủy quyền. Bên mình mới lấy về. Xe này thì mình quay cho các bạn, nó sắp tới ngày đăng kiểm rồi. Còn tuần sau là cuối tháng này là đăng kiểm. Mình quay cho các bạn bắt đầu từ nhằn giỏ nhé. Nhằn giỏ cặp giỏ trước thì chủ xe nó mới thay thì còn khá là ngon, còn khoảng 90%. Dàn sơn dàn đồng nó được tốt lại. Tơ xe đứng tên cá nhân, tải nó là 1 tấn. Các bậc tơ 2, xe này là xe nhập, các bạn yên tâm. Bắt đầu mình quay cho các bạn dàn cánh cửa nha. Đây là tắp lô tắp ly, vẫn còn rất là đúng là xe nhập thì đẳng cấp nó vẫn rất là cao. Thì các bạn có thể ấy nhìn cái dàn kính này nè. Các bạn có thể nhìn thấy dàn kính này không? Đây là kính còn zin luôn. Tắp lỗ tắp ly cũng đều đẹp. Còn có nước sơn á thì nó không được đẹp thôi. Nghĩa là làm đồng không được đẹp, ở dưới tỉnh nó làm không được đẹp lắm. Thì bạn thấy ghế da này vẫn nhập như hồi xưa này. Ghế da hoàn toàn. Tắp lỗ tắp ly xe đầy đủ hết luôn. Nội thất thì rất là đẹp, xe này chạy rất là đã. Càng nó sử dụng là càng chữ A. Xe chạy nhúng như xe du lịch. Xe đây là giấy tờ của xe đây. Mình quay cho các bạn. Đây là Hyundai Boxster đời 2006. Mình lấy cái sổ đăng kiểm cho các bạn thấy ha. Mình quay ra, chút nữa mình sẽ giới thiệu lấy cái sổ đăng kiểm cho các bạn thấy đây. Nữa quay ra. Xe đứng tên cá nhân các bạn đấy nha. Hyundai này, phần tải có mua này, gốc Bến Tre này, tải có mua Boxster này, đời 2006. Xe nhập khẩu. Xe này nhập cái thùng mui bạt này, kích thước thùng. Và đây là máy động cơ gen, xe nhập, xe đăng kiểm tới tháng 19 tháng 1 là sắp đăng kiểm rồi. Chắc vài ngày nữa mình sẽ đi đăng kiểm, xe đứng tên cá nhân. Các bạn thấy ha, đây mình sẽ tiếp tục mình quay cho các bạn nè. Phía từ bên tài đi xuống, mình quay cơ bản về đây nhé. Hyundai Boxster, đây cái thùng các bạn thấy, thùng nó là ba bừng mở. Cặp giỏ đầu thì chủ xe mới thay. Nói chung xe này anh em mua về chỉ có chạy thôi, không cần gì hết. Đây giỏ bên tài, đây Boxster 2, xe nhập. Đây kính là kính Hàn Quốc, các bạn thấy kính đây này, kính vẫn còn zin, tắp lô tắp ly vẫn rất là đẹp đó. Ghế đây các bạn có thể thấy tất cả xe rất là ngon, chạy còi rất là ok, xe chạy được 100 mấy chục ngàn rồi. Xe này thì có máy lạnh nhưng mà máy lạnh không có hết máy lạnh rồi, máy lạnh thì đã bị hư thì chủ xe đã tháo ra đó. Các bạn có thấy là keo giòn, xe này thì đã được chủ xe là làm hết dàn đồng rồi, còn máy móc này vẫn rất là ok, chạy rất là ngon, đạp lên 90. Rồi, sau đây mình sẽ quay cho các bạn dàn cái thùng, quan trọng nhất là cái thùng của xe này. Xe này thì cái thùng là mấy cái bừng mở. Thì với những em thì khách hàng bừng mở thì có thể mở cái bừng này, có con cua đầy đủ luôn. Bừng mở. Thùng máy đây mình quay cho các bạn cái máy. Máy này thì chóc sơn nó là chuyện bình thường, sắp xi đây. Cũng không có gì hết, cũng được sơn dặm lại hết rồi. Dọ sau cũng còn được khoảng 90-80%. Cầu sau đây các bạn đây. Các bạn để ý đây. Đó. Đây là cái thùng. Thùng này cũng ba bừng mở luôn. Đó, cái bừng mở. Quay cho các bạn thấy. Một dòng. Đó, các bạn có thể thấy không? Bừng mở, ba bừng mở hết. Sau đây mình chi tiết quay cho các bạn cái nha. Cái thùng sau nghe. Sau thì các bạn thấy rồi, sàn là sàn sắt lá me, rất là cứng. Thùng vách trong rất là đẹp, vách trong một chủ xe ốp bằng thùng kẽm hết. Đó, các bạn thấy thùng rất là cao, chiều cao rất là cao. Đấy, thùng rất là ok, thùng rất là chắc chắn. Nói chung là cái thùng này anh em có thể xài hết đời xe không sao hết. Tại nghiệp với giá hơn 100 triệu. Đấy, mình quay cho các bạn. Xe đây. Chất xi thì cũng được sơn lạ dặm lại rồi. Đây là cái số. Đây là số khung của xe, đó các bạn thấy không? Đấy, xe thì đã sơn dặm hết rồi. Thì dĩ nhiên là không còn zin, thì những đời này thì zin thì rất là khó. Đây các bạn có thể thấy hộp số.
số nha. Xe thì mình mới đi dựa về thôi. Rồi sau đây mình quay cho các bạn cái máy thì nó nằm ở cái ghế này, thì các bạn đặt lên thì mình vẫn thì đây xe đứng tên cá nhân, số đăng kiểm cho mình chỉ bị đăng kiểm rồi, xe này sẽ nhập. Máy này thì máy điện đã chuyển sang các cơ rồi thì rất là chạy rất là lành, không như những xe mà nhập thì máy điện chạy ngon hơn, nhưng cái này là chủ xe chạy các cơ thì đâm ra là cái xe nó chạy rất là lành, nó không khác gì một cái xe các cơ hết. Hyundai Boxer 2 đời 2006, tải 1 tấn, thùng dài là 2m9, kích thước cao là vòng 1m8, đời 2006, xe nhập, bên mình đang bán với giá là 145 triệu. Nếu anh em là có nhu cầu thì cứ liên hệ với số điện thoại ở trên, mình sẽ gửi clip chi tiết cho máy móc. Xe này thì mình chỉ nói là xe thì khá là liên lạc, đồng sơn, thùng bọng rất là đẹp. Còn xe thì đã dọn lại, có nghĩa là nó không được zin, là nước sơn không được zin, đã dọn lại này. Mọi thứ đã dọn lại thì các bạn yên tâm, máy móc thì rất là ok. Với còn 10 năm hết đời với tầm 100 mấy chục triệu với những dòng xe Hyundai thì các bạn chạy xe rất là lành. Đây mình mở phía trước cho các bạn coi, quên. Mình quay cho các bạn phía trước của thùng xe. Đấy, các bạn có thể nhìn cái xe. Không hề có sự cấn đụng nhưng là đồng sơn đã được dọn lại thôi. Đấy, các bạn có thấy nó chỉ nổ sơn thì đời này tới này thì cũng phải nổ, nhưng mà xe thì không có cấn đụng là được rồi. Ok, xin cảm ơn anh em đã quan tâm đến kênh xe tải của Dũng Xe Tải. Nếu anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với số điện thoại mình để ở trên. Xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì có thể chia sẻ clip này giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại.